Các trang icon trong Excel chúng ta sẽ nhấn phím Window dấu chấm, nó sẽ hiện lên bảng emoji. Các bạn có thể chọn được cái icon của mình chèn vào trong Excel rất là dễ dàng. Ok, bên Word cũng vậy, các bạn cũng nhận tương tự, cũng nhấn Window dấu chấm thì nó cũng hiện lên cái bảng này chúng ta chọn, đúng không ạ? Chọn xong đích ra ngoài nó sẽ hiện lên cái icon cho các bạn. Icon này có thể tô màu được các bạn ha, chọn màu sắc có thể tô được, cả Excel Word đều có thể tô màu được bình thường đó. Các bạn có thể tô màu nền là xong.